người Hồi giáo Nam Dương biểu tình ủng hộ người Rohingya ở Miến Điện, tin từ Jakarta. Hơn 1.000 người Hồi giáo Nam Dương ngày hôm qua đã tổ chức biểu tình bên ngoài của Tòa đại sứ Miến Điện ở Jakarta để ủng hộ người Hồi giáo Rohingya là một nhóm dân tộc thiểu số, đồng thời là nạn nhân của bạo lực ở tỉnh Rakhine thuộc miền Tây của Miến Điện. Cuộc biểu tình nổ ra sau vụ bắt giữ hai người đàn ông vào đêm hôm qua vì cáo buộc lên kế hoạch tấn công Tòa đại sứ để phản đối cách đối xử với người Hồi giáo Rohingya. Cảnh sát Nam Dương ngày hôm qua cho biết là họ đã ngăn chặn được cuộc tấn công và tịch thu khối chất nổ. Căng thẳng giữa người Phật giáo và người Hồi giáo đang gia tăng tại Miến Điện sau khi vụ bạo lực sắc tộc mới bùng phát trong tuần này đã giết chết một người và làm bị thương hàng chục người khác. Lãnh đạo nhóm mặt trận bảo vệ người Hồi giáo Rizik Shihab cảnh báo rằng bạo lực có thể lan sang Nam Dương. Ông Shihab cho biết là họ kêu gọi chính phủ Miến Điện hủy bỏ luật lệ thu hồi quyền công dân của người Rohingya vì điều này sẽ có thể gây ra tội diệt chủng. Người biểu tình yêu cầu gặp gỡ đại sứ U Minh Lệ Quyền của Miến Điện, nhưng nhân viên tòa đại sứ nói rằng ông ấy đã ra khỏi thành phố.